Nhìn vào những bức ảnh này, nếu như để miêu tả bằng một cụm từ nào đó, các bạn sẽ sử dụng những từ gì? Sang trọng, giàu có, đẳng cấp, luxury, old money, đúng không? Đó đều là những cái cụm từ mà mình nghĩ rằng cực kỳ phù hợp với những bức ảnh trên. Và những cụm từ này các bạn sẽ tổng hợp dựa trên những cái tiêu chí về thần thái, về khí chất, về phong cách ăn mặc, về những món đồ hiệu hay là những chiếc xe ô tô mà anh ta sở hữu. Và nếu như có để thêm một chai nước hoa 1 triệu hay 5 triệu thì mình tin chắc rằng nó cũng sẽ ăn theo những cái hào quang mà mình vừa nói ở trên. Nhưng khoan, các bạn thử tư duy ngược lại. Nếu như chỉ có một chai nước hoa đứng riêng mà không có những cái hình ảnh, những cái yếu tố đi kèm, thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ chả bao giờ nghĩ tới là nó sang trọng, nó đẳng cấp, nó luxury hay các kiểu, đúng không? Các bạn sẽ đơn giản là nghĩ tới chai nước hoa đó có thơm hay không. Đây là điều mà mình muốn nói rằng, đó chính là nước hoa không mang tới sự sang trọng là vì thế. Theo khoa học thì mùi hương được tiếp nhận bởi khứu giác và nó có khả năng đánh vào vùng nhớ một cách nhanh nhất. Tức là nếu như các bạn ngửi mùi hương thì các bạn sẽ nhớ tới hình ảnh, nhớ tới không gian, nhớ tới mọi thứ trong cái thời điểm mà các bạn ngửi mùi hương đó. Dễ hình dung hơn thì nếu như các bạn được mẹ nhờ kho một nồi thịt hay một nồi cá, chẳng may nó bị cháy, thì cái thứ mà các bạn sẽ nhớ nhất đó chính là mùi cháy này, của cá này, của nước mắm này, và sau đó sẽ là những tiếng hét của mẹ bạn, rồi tiếng bố bạn đang cầm roi gõ vào tường tìm đến bạn, chưa kể đó là tiếng khóc của em bạn hay là một cái ánh đèn mập mờ ở dưới bếp. Mọi thứ nó sẽ được ghi nhớ trong lần đầu là như vậy, và sau này khi các bạn tình cờ gặp phải mùi hương đó thì những cái cảm xúc, những cái ký ức đấy nó sẽ ùa về. Thế nên có những mùi hương nó sẽ cảm giác thân thuộc, dễ gần với số đông, nhưng bên cạnh đó vẫn sẽ có những người có những cái thiện cảm không tốt về những cái mùi hương đó. Như thế thì cũng sẽ chả có mùi hương nào họ đáp ứng được hoàn toàn mũi của 100% người ngoài kia. Vậy tại sao những người bán hàng luôn nói với các bạn rằng mùi hương này rất đẳng cấp, rất sang trọng, rất quyền lực, chung chung như vậy? Chỉ đơn giản rằng ở trên góc độ là một người bán hàng, một người kinh doanh, họ sẽ nói các thứ mà các bạn muốn nghe, bán cho bạn những thứ bạn cần, những thứ bạn thiếu. Nên là với cá nhân mình, thay vì chúng ta đi tìm một mùi hương được gắn cái mác sang trọng, cái mác đẳng cấp, cái mác quyến rũ, thì các bạn hãy tìm mùi hương mà các bạn cảm thấy dễ chịu, các bạn cảm thấy tự tin vì nó. Và khi các bạn mặc lên thì các bạn là chính bạn, thì đó sẽ là một lựa chọn thông minh hơn rất nhiều.